kết thúc hành trình chinh phục tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 một cách tự hào và vải vang. Trong khi những người đồng đội của mình trở về nước, có người được về thăm gia đình, có người được đón chào tại Việt Nam như những người hùng trong vô vàn chào pháo tay không ngớt và ngợp sắc cờ hoa, thì cậu em út của đội lại phải ngậm ngùi ở lại đất nước Philippines thêm ít ngày để viết tiếp giấc mơ của sự nghiệp.